Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh. Video hôm nay em thanh lý mấy món đồ nè, lấy cho nó đỡ chật đó. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại trên 0334830843. Video thanh lý rồi. Những món này thì đa số em đã đăng rồi nha mọi người, nên em sẽ lướt qua nhanh. Có đăng mấy video trước rồi, ngày dọn hành lý để nhập hàng mới, giá không cần lời lỗ ha, chung hành lý cho nhanh. Rồi đầu tiên là cái bấm thùng cắt tông nha mọi người, cái này xài rất là ok luôn, xài rất tốt. Đây cái kim bấm đó nè, bấm cái thùng cắt tông mà mọi người thường thấy mấy cái thùng lớn á, thường phải xài cái kim bấm để nó dính cái thùng lại chứ không có dán được ha. Sử dụng này bấm này. Đó. À. Nó vô thùng nó sẽ như cái ghim tập mình á, nhưng mà nó to hơn rất là nhiều. Đây hàng nó đi Nhật nha. Rồi, giá 300.000, xong mà số 1. Rồi, số 2 cây bấm của mát, bấm dây đai gàn hàng nha, gói hàng á, mình dùng cái dây đai gói á, mình dùng cái kềm để bấm lại ha. Đây mát 12 mm, 150.000, mã số 2. Số 3 là cái dây mài khuôn nè. Cái dây này nó bị lỗi nha, nó bị dời, nó bị cấn nên nó bị đảo cái mũi nha mọi người nè, nó đảo mũi nha, còn dây quá đẹp luôn mà nó bị cấn, thế nó đảo cái mũi rồi. Nên mọi người phải gò lại, chung là chỉnh nó lại, cân nó lại thì nó xài ok. Rồi mã số 3 ha, 200.000, dây mài khuôn. Rồi số 4 hai món nè. Cái đồ đánh dễ cá nè, bằng đồng của Nhật nè. Cái ép tỏi của Nhật luôn. Nội địa luôn. Hiệu nè. Ép tỏi bằng nhôm. Rồi bán hai món nha, combo 150. Số 5 một cái. Đây là cái cân lực ha, cái cân lực mini. Cân lực này, cái đầu kẹp này mình có thể kẹp mũi vít hoặc là đó, kẹp mũi vít tùy chọn ha, nó dễ xài hơn cái loại mà kẹp một cái cỡ lục giác mình thường thấy đó. Cái này kẹp vô mũi vít rồi từ đó mình vô ốc, mình cân lực cái ốc đây, nó cân lực của Tonichi nha mọi người nè, Tonichi này, thương hiệu Nhật Bản đó, từ 0.1 đến 6 kg nè, cân lực hai chiều nha, chiều ra và chiều vô luôn, rất là độc. 100.000, mã số 5. 100.000, cây mở đá nè, mở đá này 10 đến 30 mm. 100.000. Số 7 là cây cắt nẹp dây điện và lưỡi này. Lưỡi rất là to, nhưng mà cái mặt này là mặt phẳng ha, để cắt mấy cái nẹp vuông đó, chứ không có cắt ống nước được. Nói trước nè, mọi người tưởng cái kéo ống nước nó đi như banh nè, mới đẹp. Cái chốt gài đây luôn. Rồi mã số 7, 200.000. 8 nè, đèn pin. Sáng ok nha, đèn led luôn nha.
hiệu nè, hàng thị trường Nhật. Đây là cái công tắc, nó có báo pin yếu không nha, pin yếu nó sẽ chớp đỏ đỏ. Ba chế độ, 100.000, mã số 8. Cái này nó xài pin 3 viên pin này nè mọi người, 3 viên pin 3 đó, nhỏ xíu đó. Này gắn vô báo pin yếu nè. Cái này nó báo, như nó báo có pin, hoặc là khi yếu pin nó vẫn báo chớp. Gắn vô nó sẽ báo ha. Rồi tiếp theo cái này là cái chụp máy chụp hình dưới nước ha. Này nguyên bộ, nguyên bộ còn ok, của thương hiệu là Olympus nha. Dùng cho máy Olympus ha. Mọi người có xài máy của Olympus thì bỏ vô chụp. Này nút chụp nè, siêu trong còn nguyên. Cái này nó chưa xài, còn giấy keo rồi nè, nó có ron rồi nhưng mà nó cho mình hũ keo không biết làm gì. Kính hoàn toàn quăng dưới nước là một từ rồi. Mã 9 ha, 150. 10, à cây quạt này, cây quạt này của Đức mà đem về nó bị chết, cắm thì không thấy lên. Quạt 24V nè, đây 24V DVC nè, VDC đó, cộng trừ dây đỏ là cộng, dây đen trừ ha. Đó, dây xanh, còn cái dây trắng nhỏ này không biết gì, chắc không dùng tới. Hai dây này thôi, Mexico ha, Mexico lắp ráp này, nó của Đức nè, thân quạt của Đức nè, in Germany luôn. Rồi cái quạt DC mã số 10 ha, 100.000. Rồi tiếp theo là một cái chồng ly nhôm của Nhật nha mọi người. Nè ly nhôm nè, nè tùy cái ha, có cái đẹp, cái rất là đẹp luôn nè, ly nhôm. Có cái nó bị cấn, nó xấu tí nè, nhưng cái này xấu luôn. Trong nè, nhưng nói chung là 20 cái ha, bán thanh lý 20 cái, bán hết 20 cái mọi người. Mã 11, 400.000, 20 cái ly nhôm full nhôm luôn nha. Nè ta để một số nè, aluminium nè, Nhật nè. Rồi cuối cùng là cái hùng đồ nghề nha. Hùng đồ nghề này ngon nè, toolbox ha, cái KF40-110. Hùng này rất là dày nha. Đây, khá dày á, chứ không phải loại mỏng đâu. Nhiều ngang nữa. Hùng này nó có kích thước là 40 ha, 40 nhân cho 18 nè. Bên trong nè, 40 nhân 18, tay nhân cho 16 nha, chiều cao. Rồi mã 12 nha, 500.000. Rồi mua hàng liên hệ nha, khách mới chốt hàng thì vui lòng chuyển khoản. Không có ship code. Rồi cảm ơn mọi người.